Ba ơi, lẹ lên, sắp trễ giờ học rồi. Con đi ra ngoài xe trước đi. Ba lấy cái nón là ba đi ra đi. Nhanh nha. Ok, liền mà. Đừng hối nữa, hối họ quên tùm lum bây giờ nè. Lẹ đi, bảo vệ sắp đóng cổng rồi đó. Rồi, con ra đi rồi, ba ra. Nhanh đi. Lẹ. Ok, con ra xe đi rồi. Để ba lấy nón bảo hiểm cho con hoài. Ngày nào cũng Nhanh quên. lên. Ba ơi, nhanh lên. Ê, sáng tí nè, ba lấy nón bảo hiểm ra là lẹ lên nè. Đâu Lẹ lên, đừng hối nữa. có quên gì không á? Hối ghét à, lấy nón rồi. Có quên gì không? Để trễ nữa nha. Mất công chạy Rồi. đi chạy lại. Rồi, lấy xe. Rồi, xuống 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 quên 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 xuống lấy ngay chìa khóa ít quên chìa khóa tiêu rồi nè bên lấy chìa khóa đây Ba, nhanh lên, sắp trễ học rồi rồi rồi. ba ra liền rồi xuống ít Nhanh. rồi rồi lên xe Yeah. alo anh chút nha rồi anh giao này nghe chưa Ê ba, ba. Ủa trời ơi, con chưa lên xe nữa thôi để quay về đón nữa rồi chưa lên xe mà lo trả mất tiêu rồi.